sát qua đó vậy? Ôi sao sát vô với cái gốc cây vậy, sao quay được? Ông xích xích ra đây một chút nè. Hả? Không, ý là mình đứng sát quá sao? Không, không sát đâu. À vậy hả? Để ra đây, anh muốn đứng sát cái xe này. À. Rồi. Ở đây là có con Taco 750 kg. Sản xuất 2016. À, sản xuất năm 2016. Giá bao nhiêu? Giá 98 triệu. À, giá 98 triệu. Rồi, bao hồ sơ toàn quốc ạ. À, giá tán là 98 triệu bao hồ sơ toàn quốc. Đây bây giờ là, mình là thùng lửng. À. Anh em về thì đi chở cái hàng nhẹ thì rất là an yên tâm. Xe này thì mình bao là không được lỗi lầm gì đâu. À. Vâng. 98 triệu cái xe này nếu mà mang về cho gia đình mà chạy á, mà đi chở mấy cái hàng ở nhà thì quá đẹp ha. Đúng rồi, hàng nhẹ đi đó. Rẫy đi đồ là cứ chở ra chở vô là chở hàng là quá đẹp thùng lửng. Cái này kiểm mình không nói nhé. À. À, đi tổng qua rồi làm vỏ thôi. Rồi rồi. Anh mở cửa, anh quay. Ở đây. Rồi. Ok. 98 triệu. Đây là vỏ sau là còn rất đẹp nha các bạn nha. Vỏ DRC gai còn cao. Vỏ trước là dùng vỏ xích súp B. Miller. Rồi vỏ trước gai cũng vẫn còn rất cao. Đấy. Rồi đây. Vỏ trước bên tài nè. Rồi vỏ sau bây giờ thùng nè. Đấy, thùng. Tàu. Tàu toner là người thành phố. À, có nghĩa là người thành phố. Đó. Xe này bao hồ sơ rồi toàn quốc. Rồi giá là 98 triệu. Đây. Chúng ta xem cho kỹ là chút nha. Đây là hiện tại là mình đang ở tại là Quang Trung, Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng các bạn nha. Thì chiếc xe này thì nó lại mang cái biển số của Tây Ninh, nó là 70. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào nội thất phía bên trong nha các bạn nha. Đấy, nội thất phía bên trong xe. Ghế yên đồ còn bọc còn đẹp. Xe mới chạy được có 94.982 km. Xe nhà người ta xài thành thử ra người ta cũng chạy ít đó. Thì bên ngoài bên trong thì như vậy. Còn về phần động cơ đồ thì đây. Rất là ok. Xe có hệ thống quạt điều hòa đầu hát, loa đồ đầy đủ trên trần. Đây là mùi trần. Rồi nếu mà mình sẽ bỏ cái số điện thoại ở trên tiêu đề đó, à quên, ở trong phần mô tả đó, các bạn bấm vào phần mô tả sẽ thấy là được là cái số điện thoại. Bấm vào phần mô tả ở bên phía phải nó sẽ có một cái mũi tên đó bạn, các bạn bấm vào đó nó sẽ thấy trong cái phần mô tả nó sẽ có, và các bạn bấm vào đó để xem số điện thoại và liên lạc trực tiếp với chủ xe các bạn nha. Mình chỉ có đăng dùm thôi chứ không có cò hay gì ở đây hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.